Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến sanhangre.net. Hôm nay shop San Hàng Rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã bếp từ IK1 của Canpen. Sản phẩm này chuẩn chính hãng, bảo hành 2 năm. Canpen là một thương hiệu gia dụng Đức nhá, sẽ bảo hành tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đấy là bảo hành đồ điện là 2 năm. Đây là cái quạt tản này, bên trong chúng ta nhìn được động cơ lõi đồng luôn nhá. Đấy, 4 chân đế để cho cái việc tản nhiệt của chúng ta dễ dàng hơn này. Mặt kính này, rồi phím cảm ứng này. Hàng rất là đẹp, công suất 2.200. Cái nồi tặng kèm thì khá là to, dày dặn. Thành của nó cao nên 10cm. Và đây ạ, thành của nó cao 10cm. Và đường kính là tối đa là lên tới 30 nha. Đây ạ, em để thước ở đây để cho các anh chị dễ hình dung này, thấy chưa ạ? Nồi lẩu này phù hợp với tiêu chí của người Việt mình luôn nha. Đó, sản phẩm chuẩn chính hãng, bảo hành 2 năm, hàng có sẵn tại web sanhangre.net. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.